Mình xin chào các bạn. Hôm nay thì mình đang có mặt tại Head Honda Huỳnh Mạnh Tùng. Địa chỉ của Head là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay sẽ là một buổi sáng cực kỳ đặc biệt của Head, cũng như là quý khách hàng gần xa đã ủng hộ cho cửa hàng bên mình bấy lâu nay. Bây giờ thì sáng nay mời các bạn vào thẳng showroom với mình. Bên mình đang chuẩn bị có một chương trình trao lễ cho khách, trao giải cho khách chứ không phải trao lễ cho khách nha các bạn. Mình vui quá cho nên là mình sẽ đây là những vị khách thân yêu của chúng ta, và cũng là những vị khách may mắn, rất là may mắn ha. Đây nè các bạn, lễ trao thưởng tri ân may mắn về tay mùa ngày trúng lớn đó các bạn. Chương trình này thì Honda khởi động ở trên toàn quốc. Đầu tiên là vị khách này, một chú đã chung chiếc Wen Pha đó các bạn. Và đây là chú Triệu Kem đã trúng thưởng giải nhì chiếc Wen Pha đó các bạn. Giải nhì nha, là một chiếc Wen Pha. Thay mặt cửa hàng cảm ơn chú đã dành tình cảm cho cửa hàng mình và đến đây để mua xe. Và bây giờ lại đón nhận thêm một cái niềm vui rất là lớn. Một chú Wen Pha nữa sẽ gia nhập về đội ngũ của gia đình mình ha. Chú Triệu Kem nha. Còn đây là vị khách tiếp theo, Nguyễn Thị Kim Hồng nha các bạn. Cũng là một vị khách may mắn đã trúng giải nhì của chương trình, một chiếc Wen Pha. Rồi, cửa hàng Mạnh Tùng cũng cảm ơn chị rất là nhiều đã dành tình cảm cho cửa hàng nha. Rồi, bạn tiếp theo là Hàng Vũ Cường, cũng đã may mắn trúng giải nhì chiếc Honda Wen Pha đó các bạn. Và đây là phần quà dành cho người trúng giải nhất đó các bạn, một chiếc Honda Vision cực kỳ đẹp, màu đen bóng. Và thay mặt cửa hàng cảm ơn chị rất là nhiều đã tin tưởng và ủng hộ Head Honda và Mạnh Tùng nha. Rồi, chào đón bạn Khang cho giải đặc biệt. Mình còn nhớ cái giây phút hôm đó bạn trúng. Không nhận là không ngờ được bạn lại trúng một chiếc SH350i đó các bạn, cực kỳ xịn sò. Bất ngờ. Dạ, xin mời gia đình của mình ạ. Dạ, xin mời gia đình của bạn Khang sẽ cùng lên chung vui với em trai. Và đây là siêu phẩm SH350i đó các bạn. Em trai cực kỳ may mắn khi đã trúng được giải đặc biệt. Mình còn nhớ cảm giác cái hôm đó mà em trai đã trúng, thực sự là rung hết cả người. Và hôm nay chúng ta sẽ còn có thêm bà nội của em trai nữa là đến đây để chung vui với em ha. Mình thay mặt Head Honda Huỳnh Mạnh Tùng cảm ơn gia đình cũng như là em trai rất là nhiều đã tin tưởng ủng hộ cửa hàng bên mình và may mắn trúng thêm một chiếc SH350i cực kỳ xịn sò này nữa các bạn. Đây, hy vọng là em trai sẽ có những trải nghiệm thật là thú vị với chiếc xe này. Rồi.
Và xin cho một tràng pháo tay đi à. Okay. Nào, mình hãy lưu giữ lại khoảnh khắc này. Rất là đẹp. Các bạn có thấy là nhân vật chính của ngày hôm nay rất là đẹp trai đúng không? À, em trai là chưa có bạn gái đâu nha. Vẫn chưa có bạn gái đó. Rồi, còn một vị khách nữa của chúng ta đến hơi trễ một chút xíu, nhưng không sao. Có đến là vui lắm rồi. À, chú cũng sẽ nhận một chiếc Van Pha. Đây là phiên bản này là giải nhì đó các bạn. Rồi, xin gửi chú một đóa hoa tươi thắm. Và tất nhiên rồi, cái niềm vui sẽ nhân đôi nữa với một chiếc xe Van Pha nha các bạn. Và đây rồi, đây là phiên bản Van Pha, phiên bản mới nhất 2024 màu xanh, yếm đen đó các bạn. Màu xanh dương cực kỳ đẹp với dàn chân đen nè. Đẹp và cá tính hơn với phiên bản 2024 này. Rồi. Rồi, mời tất cả gia đình quý khách hàng của mình lên bục để mình chụp chung một tấm hình làm kỷ niệm và lưu lại một cái khoảnh khắc và ký ức thật là đẹp nghe tại Hét Honda Huỳnh Mạch Tùng nha các bạn. Địa chỉ của Hét lần nữa mình xin nhắc lại là ở số 9 đường Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Và sẽ rất hân hạnh khi mà các bạn tiếp tục đồng hành với Hét Honda Huỳnh Mạch Tùng trong những ngày tháng sắp tới. Như vậy chúng ta sẽ có 4 chiếc Van Pha, một chiếc Vision và một chiếc H350i. Và những vị khách của chúng ta sau khi trúng thưởng sẽ nhận giấy tờ thủ tục ngay tại bàn làm việc nè các bạn. À, và buổi lễ mua ngay trúng lớn đã hoàn thành rất là tốt đẹp. Các vị khách bây giờ đang chuẩn bị thủ tục để nhận xe nha các bạn. Và mình sẽ mời các bạn tiếp tục di chuyển vào trong kho xe với mình. Mời các bạn tham quan luôn. Siêu to khổng lồ, một cái kho rất là lớn ở ngay tại Mỹ Xuyên đó các bạn. Bên mình còn thêm một chi nhánh nữa là cửa hàng xe Mai Duyên. Địa chỉ là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Bên này là khu vực để mà phục vụ cho các bạn. Ví dụ như là vệ sinh nồi nè, đó, xe tay ga chẳng hạn. Mà các bạn cứ đến đây, thậm chí là làm nguyên chiếc xe như thế này ha. Và ở đây là kho xe của bên mình. Siêu to, khổng lồ. Bên mình cạnh tranh về giá và cạnh tranh luôn về số lượng xe nha các bạn. Hiện tại thì các bạn nhân viên đang tiếp tục cà số khung số máy. Đây, đây là bạn Khoa ha. Sẽ cà số khung số máy, còn đây là bạn Nguyên. Còn đây là tổng kho xe bên mình. À, sau cái Tết vừa rồi thì kho bên mình rất là đầy xe, nhưng mà bây giờ đã giảm xuống rất là nhiều rồi. Nhờ được sự yêu mến và tin tưởng của quý khách hàng gần xa, từ ở trung tâm Sóc Trăng, các huyện Sóc Trăng lân cận và những tỉnh thành khác, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, chạy dài về đây và về tới Cà Mau. Và hơn thế nữa là từ các bạn từ ở tận Hà Nội, từ miền Bắc vẫn ủng hộ xe bên mình. Bên mình vừa ship đi một chiếc Hải Phòng, một chiếc đi Hà Nội và một chiếc đi tới Quảng Ngãi, Bình Định nữa. Rất là VIP đúng không các bạn? Bên mình ship xe toàn quốc nha. Và hiện tại bên mình đang cố gắng có thêm nhiều chương trình khuyến mãi dành cho các bạn để đáp lại sự yêu mến của các bạn gần xa ha. Thì SH350i
bên mình đang có chương trình siêu khuyến mãi giảm ngay 5 triệu cho chiếc SH 350i, cũng là cái chiếc xe mà lúc nãy bạn Khang đã trúng thưởng giải đặc biệt đó các bạn. Thì bây giờ bên mình sẽ tiếp tục khởi động chương trình này để mang đến niềm vui nhiều hơn nữa cho quý khách hàng. Khi các bạn đặt cọc dòng xe này và bên mình nhận xe vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8, mình sẽ được giảm ngay 5 triệu so với giá mình báo. Thì phiên bản mà màu đỏ và màu đen là 138 triệu. Màu đỏ là bạn Khang lúc nãy nhận đó các bạn. Và màu đen này 138 triệu. Màu bạc, màu trắng và màu xám xi măng là 141 triệu 900 ngàn. Giá này là chưa sale nha. Nếu các bạn đặt cọc trước từ 20 triệu là mình sẽ giảm ngay 5 triệu so với cái giá nãy giờ mình vừa báo cho các bạn. Giảm ngay 5 triệu nha. Vừa rồi đã có bạn đặt cọc rồi đó các bạn, đã có bạn cọc rồi. Hiện tại thì bên mình chưa có đủ màu, nhưng rồi sẽ về đủ màu trong những tháng tới. Và dự kiến sẽ cố gắng về đủ xe, để số lượng đặt cọc có nhiều bao nhiêu bên mình cũng có đủ đi giao ha. Còn bây giờ nè, các bạn đang cà số khung số máy. Một lúc 6 xe đó các bạn. Bây giờ sau khi mà xong thủ tục rồi, bên mình lắp ráp xe luôn và khách sẽ chạy về nha. Dạ rồi, cảm ơn chú nha. Đây là giải nhì, một chiếc Grand Pha đó các bạn. Và đây là hét Honda Huỳnh Mạch Tùng. Mình xin phép nhắc lại địa chỉ lần nữa là ở số 67 đường Triệu Nương, thị trấn Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng nha. Ở nằm kế bên bưu điện Mỹ Xuyên nè các bạn. Và trung tâm chợ Mỹ Xuyên ở đây. Còn đây là SH350i, bên mình đã câu bình rồi, tất nhiên là nổ máy, chút xíu nữa em trai sẽ chạy về luôn nha các bạn. Khách mua thêm phụ kiện bên mình, cái miếng thảm này là của SH350, 440 ngàn nha các bạn, bên mình lắp xong rồi. Rồi, bên mình sẽ giao cho khách phần... quà là một cái giải đặc biệt SH350i nha. Theo kế hoạch, nằm trong chuỗi hoạt động tháng thanh niên năm 2024, ban xét hành xã đoàn thành phố phối hợp với chi đoàn ban quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng. Rồi, em trai sẽ tự mình chạy phần thưởng đặc biệt này về với gia đình. Dạ rồi, bye cô. Một lần nữa xin thay mặt cửa hàng cảm ơn em trai và gia đình đã tin tưởng và ủng hộ bên HEP Honda Huỳnh Mạch Tùng nha. Và mình cũng xin được khép lại cái video này ở đây. Một buổi trao giải thưởng của chính Honda Việt Nam khởi động và trao giải trên toàn quốc. Mình sẽ khép lại cái video đây nha các bạn. Xin chào các bạn nha.